Nếu như mà cái đào hoa mà vượng khí thì nó thể hiện rằng là những cái nhiều cái mối quan hệ, nhiều cái quan tâm và ra đường, nhiều người được nhiều sự quý mến. Nếu phương vị đào hoa bình thường mà bạn vẫn không có cái được cái sự may mắn trong cái mối quan hệ, không có được thuận may trong mối quan như vậy thì đoạn này là tôi sẽ nói về cái đoạn đầu tiên, tức là cái đoạn mà kích hoạt cái phương vị đào hoa. Khi kích hoạt phương vị đào hoa thì chúng ta lưu ý rằng nếu như mà cái đào hoa mà vượng khí thì nó thể hiện rằng là những cái nhiều cái mối quan hệ, nhiều cái quan tâm và ra đường, nhiều người được nhiều sự quý mến. Bản thân như anh chị nhìn thấy tôi chẳng hạn, bản thân là lâu lâu thì tôi vẫn cứ phải kích hoạt cái phương vị đào hoa của mình lên, đúng không ạ, để cho tự nhiên vợ tôi phải quan tâm đến tôi một tí, chứ không thì bà cứ nghĩ rằng là bình thường quá rồi, nên nghe là cứ hắt hủi hay là cứ kiểu giống như bỏ mặc ấy. Thì mình cũng phải, nhiều khi mình cũng phải ra đường là thử nhìn chị em nhìn thấy mình, thì mình nhìn chị em mình cũng cảm xúc một tí để nó tăng cái hương vị chẳng hạn, ví dụ thế. Thì ngoài ra thì tôi vẫn tăng cường đào hoa lên để tôi kích hoạt, tôi chuyển cái đào hoa đó thành cái đào hoa vượng để mà tôi kích hoạt cái mối quan hệ trong cái trong cái công việc của tôi, để mà ra đường hay là đối tác làm việc thì đều nhiều mọi người quý mến, đúng không ạ? Thì tôi kiểm tra xem trong phương vị đào hoa của tôi như thế nào, thì nếu như mà tôi mà muốn nó bình khí, nó vẫn bình thường, thì lâu lâu thỉnh thoảng thì tôi lại 1 tháng hoặc 2 3 tháng một lần tôi lại đặt vào vị trí phương vị đào hoa của tôi những cái lọ hoa tươi. Lọ hoa tươi chị lưu ý nhá, đặt hoa thật đừng đặt hoa giả, đặt hoa giả tình yêu nó lại giả chết toi, đúng không ạ? Đặt vào đó những cái lọ hoa tươi, đúng không ạ? Đặt vào đó một cái cây, hoặc trong vườn có một cái cây đang ra hoa đỏ rực rực rỡ đẹp đẽ, đúng không? Đặt đúng đào hoa mình luôn, đúng không ạ? Lau, nhớ là phải lau cho cái lọ, cái bình nó sạch sẽ, đúng không ạ? Đương nhiên là phương vị đấy phải dọn gọn gàng sạch sẽ, đương nhiên chỗ đấy nó không phải là tủ giày, đương nhiên nó không phải là thùng rác, đương nhiên nó không phải là máy giặt, đương nhiên nó không phải là nhà vệ sinh. Vẫn tiêu chẳng may nó phải vớ phải mấy cái bố đấy thì tốt nhất là phải dẹp nó đi, còn không thì phải trấn nó lại. Như nhà vệ sinh không xử lý được thì là phải trấn nó vào, còn nếu là cái máy giặt thì nghĩ xem nó có để cái máy giặt ở chỗ khác không. Nếu không để thì suốt ngày tình yêu quay cuồng lúc đấy yêu nhau đánh nhau nó về nhà thì đỡ làm sao được. Cho nên mình ra là cho nên nghe là phải kiểm tra lại cái phương vị đấy xem nó là cái gì. Vẫn công thức như trên tôi đã nói rồi, thân tí thìn là tại phương Tây, hợi mão mùi là tại phương Bắc, dần ngọ tuất là tại phương Đông, và tỵ dậu xỉu thì nó tại vị trí của phương Nam, rất là rõ rồi đúng không ạ? Thì kiểm tra xem là cái phương đấy xem nó đang thế nào, thì chúng ta sẽ nếu như nó bình yên, nó phẳng lặng, nó đẹp đẽ, nó sạch sẽ rồi thì đặt lọ hoa tươi vào đó, đặt vào đó một cái cây ra hoa. Nếu không có cây ra hoa thì cây ra lá, đúng mà, như là phú quý chẳng hạn, cây sông thủy canh đặt vào đó cho nó khí thế, đúng không ạ? Thì đấy là gọi là trạng thái gọi là bình thường, đúng không ạ? Nhiều khi như ở dưới nhà tôi là vợ tôi còn treo luôn cái ảnh vợ chồng ở đấy, và lúc nào là anh mình nhớ em đấy, thế là tôi xong phim đấy. Thế là nên thành ra là ở chỗ đó thì nếu như mà anh xin lưu ý rằng là tại phương vị đào hoa là không có treo mấy ảnh Phật, rồi hay là treo mấy cái ảnh Bồ Tát, hay treo ảnh đứa khác, hay là treo mấy cái bạn mà lại có thiếu vải hay là mặc đồ thời trang quá mức thì nó lại không đúng đâu nhá, đúng không ạ? Mà cũng ở chỗ đấy đừng có mà để búp bê hay là để mấy cái con gì nhỉ, hươu nai, chứ là đồ trẻ con thú nhồi bông gì hết phương đào hoa là hỏng hết cả bánh kẹo đó nhá, nó khéo lại thành cái kiểu gì ấy. Cho nên mình ra là lưu ý cái chỗ đó. Cái tiếp theo nữa đó là nếu phương vị đào hoa bình thường mà bạn vẫn không có cái được cái sự may mắn trong cái mối quan hệ, không có được thuận may trong mối quan hệ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta sẽ đặt vào đó những cái nó mạnh hơn, ví dụ như là bể cá. Bể cá mà kích đào hoa thì thôi là số 1 rồi. Thứ hai là phong thủy luân. Phong thủy luân ví dụ như là một, nó chính là cái bát nước bên trên có quả cầu đá, nước luân chuyển, tức là tóm lại là đào hoa thuộc mộc, các bạn kích thủy nó lên, đúng không ạ? Rồi bạn đặt vào đấy ví dụ như là đồng hồ đào hoa, đúng không ạ? Là cái đồng hồ nó chạy suốt ngày, tóm lại là kích động phong thủy đào hoa lên, kích động nhưng nó phải có tính chấn sát nhá, kích thế nào kích vớ kích vẩn là lại dở hơi. Cho nên nha, là nhưng mà ở đây là người ta phải lựa chọn những cái đồ ví dụ như quạt đào hoa, đúng không ạ? Thì tất cả những cái vật phẩm hay là kể cả một bức tranh hoa mẫu đơn, hoặc bức tranh vẽ cái cảnh uyên ương, hay là vẽ cái bộ cặp chim uyên ương ấy, chứ người vẽ cảnh uyên ương, vẽ cặp chim uyên ương, đúng không ạ? Hay là cặp và hay là một cái bức tranh hoa mẫu đơn mà có cặp uyên ương ở đó chẳng hạn,
Đó thì những cái phần đó để nó mang đến cái tác dụng để kích hoạt và tăng cường đào hoa. Và chúng ta chỉ sử dụng trong mấy cái trường hợp đấy, trong trường hợp là ế hoặc là trong trường hợp mà không may mắn trong cái mối quan hệ, hoặc là tìm mãi chả thấy đối phương mà năm nay nhừ lắm rồi đó. Nên chúng ta phải lưu ý cái chuyện này. Tiếp theo nữa đó là trong trường hợp mà chỗ đấy nó bình thường, đúng không? Hoặc chỗ đấy nó bình thường. Nếu như chỗ đấy nó bình thường mà suốt ngày đi sớm về muộn, lâu lâu đi qua đêm à, hoặc là trạng thái tình cảm là bất ổn, đúng không ạ? Lúc buồn lúc vui, tâm trạng khó hiểu, đúng không? Thì chứng tỏ là mệnh số đào hoa có vấn đề, nó không phải là do cái phong thủy ở trong cái nhà,